là phương thức vận tải hành khách công cộng hiện đại, mới mẻ, tiện ích và hiệu quả của Hà Nội. Du lịch Hà Nội ngoài vui chơi, thưởng thức đặc sản, nhiều du khách còn thích trải nghiệm cảm giác ngồi tàu điện Cát Linh Hà Đông vào buổi sáng sớm để ngắm cảnh đẹp của thủ đô qua những ô cửa sổ trên tàu. Tàu điện Hà Nội không chỉ là phương tiện di chuyển tiện lợi cho người dân mà còn là điểm tham quan, check-in, thu hút du khách. 1. Giới thiệu về tàu điện Cát Linh Hà Đông. Tuyến tàu điện Cát Linh Hà Đông có điểm đầu tại ga Cát Linh, Đống Đa và điểm cuối là ga Yên Nghĩa, Hà Đông. Dự án tàu điện Cát Linh Hà Đông chính thức đi vào hoạt động từ ngày 6 tháng 11 năm 2021. Tuyến tàu điện này có chiều dài 13,05 km với 12 nhà ga trên tuyến, mỗi đoàn gồm 4 toa, tốc độ 80 km/h, tốc độ khai thác 35 km/h. Có sức chở tối đa 960 người trên một đoàn. Thời gian đoàn tàu di chuyển trên tàu tuyến hết hơn 23 phút. Dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông là hệ thống tàu điện đầu tiên tại Hà Nội. Tàu điện không chỉ giúp người dân thủ đô có thêm phương tiện di chuyển mà còn trở thành địa điểm tham quan, địa điểm chụp ảnh đẹp Hà Nội, thu hút du khách. Tàu đi tàu điện trên cao từ sáng sớm, thông qua những ô cửa sổ trên tàu để ngắm bình minh, ngắm danh lam thắng cảnh Hà Nội là trải nghiệm không thể bỏ qua khi đến thủ đô. Thank you.
Vận tải hành khách công cộng hiện đại, mới mẻ, tiện ích và hiệu quả của Hà Nội. Du lịch Hà Nội ngoài vui chơi, thưởng thức đặc sản, nhiều du khách còn thích trải nghiệm cảm giác ngồi tàu điện Cát Linh - Hà Đông vào buổi sáng sớm để ngắm cảnh đẹp của thủ đô qua những ô cửa sổ trên tàu. Tàu điện Hà Nội không chỉ là phương tiện di chuyển tiện lợi cho người dân mà còn là điểm tham quan, check-in, thu hút du khách. 1. Giới thiệu về tàu điện Cát Linh - Hà Đông. Tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông có điểm đầu tại ga Cát Linh - Đống Đa và điểm cuối là ga Yên Nghĩa - Hà Đông. Dự án tàu điện Cát Linh - Hà Đông chính thức đi vào hoạt động từ ngày 6 tháng 11 năm 2021. Tuyến tàu điện này có chiều dài 13,05 km với 12 nhà ga trên tuyến, mỗi đoàn gồm 4 toa. Tốc độ 80 km/h, tốc độ khai thác 35 km/h, có sức chở tối đa 960 người trên một đoàn. Thời gian đoàn tàu di chuyển trên tàu tuyến hết hơn 23 phút. Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông là hệ thống tàu điện đầu tiên tại Hà Nội. Tàu điện không chỉ giúp người dân thủ đô có thêm phương tiện di chuyển mà còn trở thành địa điểm tham quan, địa điểm chụp ảnh đẹp ở Hà Nội, thu hút du khách. Tàu đi tàu điện trên cao từ sáng sớm, thông qua những ô cửa sổ trên tàu để ngắm bình minh, ngắm danh lam thắng cảnh Hà Nội là trải nghiệm không thể bỏ qua khi đến thủ